các bạn học sinh đã quay trở lại với series giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 của Anh Ngữ Gym. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với Unit 3, Cities of the Future, thành phố trong tương lai. Và mình sẽ đến với bài đầu tiên, Getting Started, trong ngày hôm nay nhé. Nhưng mà trước khi chúng ta đến với bài học ngày hôm nay, thì cô sẽ giới thiệu đến với chúng ta phần nội dung mà mình sẽ học trong Unit này nhé. Về từ vựng, Vocabulary, chúng ta sẽ học về words and phrases related to cities and smart living, từ và cụm từ liên quan đến thành phố và cuộc sống thông minh. Trong phần phát âm, pronunciation, chúng ta sẽ học về linking final consonants to initial vowels, học cách nối phụ âm cuối với nguyên âm đầu của một từ. Trong phần ngữ pháp, grammar, chúng ta sẽ học về stative verbs in the continuous form, động từ trạng thái ở thể tiếp diễn, và linking verbs, liên từ. Trong phần kỹ năng, chúng ta sẽ reading for specific information in an article about characteristics of future cities, đọc những thông tin cụ thể trong một bài báo liên quan đến tính chất của một thành phố trong tương lai, discussing cities of the future, bàn luận về thành phố trong tương lai, keeping a conversation going by asking WH questions, phát triển một cuộc hội thoại bằng cách sử dụng câu hỏi có từ để hỏi, listening for main ideas and specific information in an interview about the disadvantages of living in a smart city, nghe ý chính và thông tin cụ thể trong một bài phỏng vấn liên quan đến bất lợi của việc sống ở một thành phố thông minh, và writing an article about the advantages and disadvantages of living in a smart city, viết một bài báo về những lợi ích và bất lợi của việc sống ở một thành phố thông minh. Và trong phần Everyday English, tiếng Anh giao tiếp, chúng ta sẽ học cách introducing someone, giới thiệu một ai đấy. Vậy thì phần đầu tiên trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một bài nghe và đọc. Và nội dung của bài này sẽ là An Exhibition of Future Cities, một cuộc triển lãm của những thành phố trong tương lai. Bây giờ chúng ta sẽ nghe audio bài này nhé. Unit 3, Cities of the Future, page 28, Getting Started, An Exhibition of Future Cities, Activity 1, Listen and Read. Good morning. Welcome to our exhibition, Future Cities. Here you can see models of our cities of the future. Please take a look around and feel free to ask me any questions. This model looks very interesting. Can you tell me more about it, Ms. Smith? Yes, this is a green city designed to reduce its negative impact on the environment. As you can see, more than 50% of it is made up of green areas. I don't see any private vehicles on the roads. Most people will use public transport such as trams and electric buses. There will be fewer traffic jams and less pollution. So city dwellers will stop using their cars in urban areas. That's the idea. I like it. It seems a good solution to many environmental problems. Let's look at the city over there. I can see robots and lots of cameras in the streets. What's special about this city? It's called a smart city. AI technologies such as cameras and smart sensors will be installed to help the city operate more efficiently. The modern infrastructure of the city looks beautiful. I'm really impressed with the high-rise buildings. Tall buildings can actually limit the carbon footprint of the built environment and help solve housing problems in big cities. I'm thinking of living in a smart city in the future. Và bây giờ cô sẽ giúp các bạn giải nghĩa bài nghe vừa rồi nhé. Đầu tiên là cô Smith sẽ chào đón các bạn học sinh. Welcome to our exhibition, đến với triển lãm ngày hôm nay. Future Cities, thành phố trong tương lai. Here you can see models of our cities of the future. Đây là nơi mà chúng ta có thể nhìn thấy những mô hình thành phố trong tương lai. Please take a look around and feel free to ask me any questions. Các bạn có thể tự do đi quanh và nhìn và thoải mái đặt câu hỏi. Và Nam hỏi,
This model looks very interesting. Mô hình này trông rất là hay. Can you tell me more about it, Miss Smith? Cô có thể nói cho em biết thêm về mô hình ấy được không? Và Miss Smith sẽ trả lời là yes. This is a green city designed to reduce its negative impact on the environment. Đây là một thành phố xanh được thiết kế để giảm thiểu những tác động tiêu cực đến với môi trường. As you can see, như các em có thể thấy, more than 50% of it is made up of green areas. Hơn 50% của thành phố này được tạo nên bởi khu vực xanh. Và Nam nhận xét là I don't see any private vehicles on the roads. Em không nhìn thấy phương tiện cá nhân nào trên đường. Và cô Smith trả lời là most people will use public transport such as trams and electronic buses. Đa số mọi người sẽ chuyển sang sử dụng những phương tiện công cộng như là tàu điện hay là xe buýt điện. There will be fewer traffic jams and less pollution. Sẽ có ít ách tắc giao thông và ít ô nhiễm môi trường hơn. Và Nam nói là so, city dwellers will stop using their cars in urban areas. Vậy thì những người sống trong thành phố sẽ ngưng sử dụng xe ô tô của họ trong khu vực nội đô. That's the idea. Đó chính là ý tưởng đó. Cô Miss nói. Và Nam đưa ra nhận xét là I like it. Em thích điều này. It seems a good solution to many environmental problems. Đây có vẻ như là một giải pháp tốt cho nhiều vấn đề môi trường. Đến lượt Mai, let's look at the city over there. Hãy cùng nhìn vào thành phố kia. I can see robots and lots of cameras in the street. Em có thể nhìn thấy rất nhiều robot và camera trên phố. What's special about the city? Có gì đặc biệt về thành phố này? Và cô Smith trả lời là It's called a smart city. Nó được gọi là một thành phố thông minh. AI technology such as cameras and smart sensors will be installed to help the city operate more efficiently. Công nghệ AI như là camera hay là cảm ứng thông minh sẽ được cài đặt để giúp thành phố có thể vận hành một cách hiệu quả hơn. Mai đưa ra nhận xét, đấy là the modern infrastructure of the city looks beautiful. Cơ sở hạ tầng hiện đại của thành phố này trông rất là đẹp. I'm really impressed with the high-rise buildings. Em rất ấn tượng bởi những tòa nhà cao tầng. Và cô Smith nói là tall buildings can actually limit the carbon footprint of the built environment and help solve housing problems in big cities. Những tòa nhà cao tầng thực chất có thể hạn chế sự thải ra carbon của thành phố được xây nên và giúp giải quyết vấn đề nhà ở của thành phố lớn. Và Mai nhận xét là I'm thinking of living in a smart city in the future. Em nghĩ là mình sẽ sống trong một thành phố thông minh trong tương lai. Vậy thì sau bài đọc vừa rồi thì chúng ta đã ghi nhận được những thông tin chính nào? Ở đây cô đang có một bảng gồm hai cột Green City, thành phố xanh và Smart City, thành phố thông minh. Dựa vào bài nghe vừa rồi, chúng ta hãy cùng điền vào những chỗ trống ở trong hai cột này nhé. Ở bên Green City, chúng ta sẽ có More than 50% of it is made up of. Và đáp án của chúng ta sẽ là Green Areas, khu vực xanh. Bởi vì trong bài, ở dòng thông tin từ 8 đến 10, chúng ta có câu như sau. As you can see, more than 50% of it is made up of green areas. Hơn 50% diện tích ở đây được tạo bởi khu vực xanh. Câu số 2. Using public transport will help reduce and pollution. Và chúng ta sẽ có đáp án là traffic jams, ách tắc giao thông. Ở vị trí câu dòng thứ 12 đến 14 chúng ta có most people will use public transport such as trams and electronic buses. There will be fewer traffic jams and less pollution. Vậy thì việc sử dụng phương tiện công cộng có thể giúp chúng ta giảm thiểu ách tắc giao thông và ô nhiễm môi trường đúng không nào? Đến với Smart City, chúng ta sẽ có câu số 3. AI will help the city operate more efficiently. Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là Technologies, công nghệ. Ở trong bài, câu từ 23 đến 25, chúng ta có AI technologies such as cameras and smart sensors will be installed to help the city operate more efficiently. Có thể thấy là người ta sẽ sử dụng công nghệ AI để giúp thành phố hoạt động một cách hiệu quả hơn. Tiếp theo, câu số 4, chúng ta có high-rise buildings will help solve the problem.
Và chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây là housing, nhà ở. Ở dòng từ 29 đến 32 chúng ta có tall buildings can actually limit the carbon footprints of the built environment and help solve housing problems in big cities. Vậy thì những tòa nhà cao tầng có thể giúp giải quyết vấn đề nhà ở. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một phần nối từ và ở đây cô đang có 5 từ. Số 1, 2, 3, 4, 5 của chúng ta là nửa đầu của cụm từ và A, B, C, D, E sẽ là phần phía sau của cụm từ nhé. Vậy thì dựa vào nội dung của bài nghe lúc đầu, chúng ta có những cụm từ nào? Đầu tiên số 1 public mình sẽ nối với chúng ta sẽ nối với C, transport để thành cụm public transport, phương tiện công cộng. Số 2 private thì chúng ta sẽ nối với vehicles, D để tạo thành cụm private vehicles, phương tiện cá nhân. Số 3, modern thì mình sẽ nối với từ nào? Đáp án của mình sẽ là B để tạo thành cụm modern infrastructure, cơ sở hạ tầng hiện đại. Câu số 4, high rise thì mình sẽ nối với E, high rise buildings có nghĩa là các tòa nhà cao tầng. Và cuối cùng số 5, smart thì mình sẽ nối với A, city để tạo thành cụm smart city, thành phố thông minh. Và tiếp tục sử dụng nội dung của bài nghe, chúng ta sẽ cùng làm một bài điền từ ở đây. Cô có 3 câu và mình sẽ xem là từ còn thiếu ở đây là gì nhé. Câu số 1, one, it, too many environmental problems. Vậy thì đáp án của chúng ta cho câu này sẽ là gì? Cô sẽ có đáp án là seems a good solution. Bởi vì ở trong bài của chúng ta, dòng từ 18 đến 19, chúng ta có câu it seems a good solution to many environmental problems. Nó có vẻ như là một giải pháp tốt cho nhiều vấn đề môi trường. Câu số 2, the modern infrastructure of the city. Cơ sở hạ tầng hiện đại của thành phố thì sao đấy? Chúng ta sẽ điền từ looks beautiful. Trông rất là đẹp và chúng ta sẽ tìm thấy nội dung này ở dòng từ 26 đến 27 của đoạn nhé. Và câu số 3, living in smart city in the future. Và từ mà mình điền vào chỗ trống sẽ là am thinking of. Em đang nghĩ về việc là mình sẽ sống ở một thành phố thông minh trong tương lai. Và đây là câu mà chúng ta có thể tìm thấy đáp án ở dòng từ 33 đến 34. Và đó là toàn bộ phần nội dung mà chúng ta có trong ngày hôm nay rồi. Để tiếp tục theo dõi những video khác thuộc series này, các bạn hãy ấn subscribe channel của anh Ngữ Gym nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.